Thưa quý vị, ngày 8 tháng 8, lãnh đạo trại giam Bình Điền đóng tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo Cục C10 đã ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Ngô Văn Quốc, đối tượng cầm súng AK tông xông vào cướp hai tiệm vàng ở khu vực chợ Đông Ba, Thừa Thiên Huế trước đó. Theo đó, quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Ngô Văn Quốc được thực hiện trước thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Ngô Văn Quốc để điều tra hai tội danh cướp tài sản và chiếm đoạt sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, vào trưa ngày 31 tháng 7, Ngô Văn Quốc mặc trang phục của ngành công an, mang theo súng AK, chạy xe máy từ trại giam Bình Điền về thành phố Huế. Tại chợ Đông Ba, Quốc nổ liên tiếp nhiều phát súng, uy hiếp nhân viên hai tiệm vàng Thái Lợi và Hoàng Đức, rồi cướp đi nhiều khay vàng trong hai tiệm này. Sau đó đi ra đường Trần Hưng Đạo trước chợ Đông Ba, rồi vứt lượng lớn vàng cướp được ra đường lên các ngọn cây cho người dân nhặt. Sau hơn 1 giờ gây án, được sự thuyết phục của Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Quốc hạ vũ khí, bị bắt giữ.